Chào các bạn, hôm nay Phượng xin chia sẻ các bạn cách làm gỏi cuốn của người miền Nam, ăn kèm với nước tương và đồ chua, rất là đậm đà và cộng với vị tôm thịt ăn rất là ngon luôn á. Và cách làm thì đơn giản, sau đây mời các bạn vào bếp cùng Phượng. Đầu tiên để làm gỏi cuốn thì mình chuẩn bị đây là 300g tôm đất. Tôm đất hay là tôm sú thì nó sẽ có màu đỏ đẹp, ăn sẽ ngon hơn. Và đây là 250g thịt và một ít rau sống và một ít lá cải xà lách, một ít giá sống và vài cây hẹ và 1/2 củ cà rốt và 1/4 củ cải trắng, một ít bún và một ít bánh tráng nữa các bạn nhé. Và một số nguyên liệu kèm theo thì phía sau video mình có ghi, thì các bạn có thể xem và dễ làm hơn. Còn cái phần tôm thịt này mình sẽ mang đi và mình rửa sạch. Rửa sạch sau đó mình sẽ luộc cái phần thịt này trước. Rồi mình để luộc cái thịt thì mình cho vào trong nồi là 1 lít nước. Cho nhiều nước để lát nữa mình luộc tôm luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ cho một củ hành tím mình đã đập dập vào trong này. Thì sau khi rửa sạch thì mình cho vào mình luộc. Và mình luộc thịt này khoảng 15 đến 20 phút. Thịt luộc gần 20 phút rồi, được 17 phút rồi đó. Bây giờ mình dùng đũa mình châm vô thịt nè. Mình thấy bắt đầu nó mềm rồi, nó vừa chín đến rồi đó. Thì mình vớt ra các bạn nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái tôm vào và mình luộc. Và mình luộc tôm này luộc khoảng 5 phút thôi nhé. Đừng luộc lâu quá thì cái tôm nó mất đi cái vị ngọt. Tôm sau khi luộc được 5 phút rồi và mình vớt con tôm ra, mình thấy nó cong lại và nó đỏ đều luôn á. Đỏ đều như vậy nè. Đó, nó chín rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra. Rồi mình sẽ cho cái tôm vào trong cái thau đá thật lạnh luôn. Và mình để trong đây khoảng 2-3 phút để cho tôm nó có màu đỏ đẹp và cái con tôm nó độ giòn hơn á. Tôm đã ngâm được trong đá lạnh 3 phút thì bây giờ mình sẽ vớt ra. Trong khi chờ đợi thịt nguội thì bây giờ mình chuẩn bị đậu phộng và đồ chua. Đậu phộng đây mình dùng 30g, mình đã rang vàng rồi. Rồi cho vô cái cối này nè, mình sẽ giã cho nó. Giã cho nó hơi nhuyễn nhuyễn để cho nó thơm hơn á. Để làm cái đồ chua này thì đây mình chuẩn bị là 50g cà rốt màu sợi và 30g củ cải trắng. Rồi mình cho vô đây 3 thìa canh đường. Và tiếp tục là mình cho 125ml giấm. Và tiếp theo là mình cho 125ml nước luôn. Và cuối cùng là mình cho 1/2 thìa cà phê muối.
Rồi tiếp tục mình sẽ làm cái nước chấm. Đây là mình sẽ làm cái nước tương. Rồi mình cho 2 thìa canh dầu ăn vào trong này. Dầu sau khi đã nóng rồi, mình cho 1 thìa canh tỏi vào. Tỏi đã được phi thơm thì tiếp tục mình sẽ cho 125ml nước tương, tương ăn phở á. Hoặc các bạn không có tương ăn phở thì các bạn mua cái tương đen về các bạn xay nhuyễn ra cũng được nữa nhé. Còn mua bằng cái chai tương á thì sử dụng nửa chai nhé, cái chai tương 250g á. Để cái tương mình có vị béo thì đây mình dùng cái bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng này mình sẽ xúc là khoảng 1,5 thìa canh. Các bạn nào thích ăn béo hơn á thì có thể là xúc 2 thìa cũng được nữa. Rồi mình cho thêm là 15g đường, là 1 thìa canh đường. Rồi để tương như vậy nó đặc lắm, bây giờ mình sẽ cho nước dừa tươi vào trong này và cho 125ml nước dừa tươi. Nếu các bạn không có nước dừa tươi, các bạn thay bằng nước giúp mình và nhớ cho thêm 1 thìa cà phê đường nữa nhé. Vì nước dừa tươi nó rất là ngọt, mình làm cái tương ăn sẽ ngon hơn. Thìa cà phê nước me vào trong này. Cho nó hơi có độ sánh sánh như vậy nè. Đó, nó hơi sánh sánh như vậy, mình tắt bếp các bạn nhé. Rồi bây giờ cái phần tôm thịt của mình cũng đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ mang ra và mình cắt tôm thịt. Rồi để cuốn cái bánh tráng này thì mình chuẩn bị là khoảng là 15 cái bánh tráng như vậy nè. Bánh tráng phơi xương á. Rồi tôm thịt thì mình cũng đã cắt ra sẵn sàng luôn rồi. Còn đây là rau và xà lách, hẹ và một ít bún. Rồi tiếp theo mình sẽ cuốn cái gỏi cuốn nha. Và bánh tráng này nó có 2 cái bề nè. Một cái bề thì sần sùi nè. Rồi cái bề thì láng bóng. Bề láng bóng thì mình cho ra ngoài nhé. Rồi bây giờ mình thoa một ít nước lên trên. Thoa ít ít thôi. Thoa nhiều quá một lát nó mềm, cái bánh tráng mình khó cuốn lắm. Rồi mình sẽ cho rau vào trước. Rau, cải, xà lách thì mình cho vào trước. Rồi tiếp theo là cho bún vào. Rồi kế đến là mình sẽ xếp những cái lát thịt vào. Và cuối cùng là mình xếp những cái con tôm quay bề mặt ra ngoài nhé. Và quay thêm một chiều một. Rồi mình sẽ gấp 2 cái mép bánh tráng lại. Rồi mình vuốt nó, vuốt gấp mép nó, vuốt thẳng cho nó thẳng ra. Rồi mình sẽ cuốn cái phần rau này lại trước nè. Rồi cuốn được một vòng thì mình nhớ cho hẹ vào nhé. Mình làm cái này á, mình hay quên cho hẹ vào lắm. Không cho hẹ vào thì ăn nó không thơm và lại không đẹp nữa. Rồi mình cuốn tròn, cuốn cho đến hết luôn nhé. Đó, như vậy là xong cái gỏi cuốn rồi đó các bạn. Đơn giản như vậy thôi nè. Đó, gỏi cuốn mình đã được làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ chấm với nước tương. Các bạn nào thích ăn nước mắm chua ngọt thì làm nước mắm chua ngọt thêm ăn cũng ngon nữa. Đó, có đậu phộng nè, có ớt nè, có đồ chua nữa, cay cay, thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt và cái nước tương đậm đà lắm. Ăn ngon lắm các bạn ơi, ăn có độ giòn giòn của rau, giá và ngọt ngào của tôm thịt và cùng với nước chấm đậm đà. Có cái vị thơm của đậu và có vị cay cay, chua chua, ăn ngon lắm các bạn. Các bạn hãy một lần chiêu đãi cho gia đình bằng cái món gỏi cuốn này nhé. Và như vậy, cách làm gỏi cuốn của mình đến đây đã xong rồi. Và nếu như các bạn cảm thấy hay và hữu ích, thì các bạn đừng quên
Nhấn nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.